Xin chào cả nhà. Số người Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy hiệu Palasonic nhé các bác nhé. Con này với dung tích là 3 lít này các bác này. Có màn hình hiển thị nhiệt độ này. Đấy, hàng trắng đẹp, sơn zin 100% nhá. Đây dung tích 3 lít này các bác này. Toàn bộ là vỏ nhựa trắng tinh sơn zin nhá. Vỏ ngoài không hề cấn móp mép bất kỳ chỗ nào luôn. Đấy. Đẹp nhá các bác nhá. Trắng đẹp đều màu. Cái này nó là cái bẩn nhá. Cái này kiểu cái băng dính. Tím lau qua đi là ok. Còn đâu hình thức rất là đẹp nhá. Con này nó mới kinh khủng luôn. Gần như là Nhật nó quên nó không sử dụng luôn. Nhìn các bác nhìn này. Ruột bên trong này. Đấy, đẹp long lanh luôn nhá các bác nhá. Mặt inox mới do cao su này. Các bác nhìn này. Con này gần như là hàng bên đấy chỉ để gọi là trưng bày thôi. Đây dùng hay không thì nhìn vào cái phần ruột bên trong và cái phần mặt inox và cái cao su này này. Nhìn biết ngay các bác. Nó đẹp lắm luôn đấy. Còn rất chi là mới, độ mới 90 đến 95% luôn nhá các bác nhá. Anh nhìn mặt này, không một vết chảy xước. Do cao su mặt inox các bác nhìn, nó mới lắm. Còn rất chi là mới luôn. Đấy. Con này date 2012 nhá các bác nhá, date 2012 này. Kể cả cái phần đáy các bác nhìn này, bình thường cái phần đáy của cái bình thủy này đấy, nếu sử dụng nhiều á, cái phần dưới đáy này, dưới đáy cùng này. Đấy, nó là như kiểu là bằng sắt mạ ra các bạn. Hầu như con nào nó cũng hơi bị oxy hóa một chút. Đấy, nhưng con này không. Con này còn rất chi là mới luôn nha các bác nhá. Độ mới cao. Đấy. Vừa cho các bác xem bên trong ấy, nó mới tinh luôn, gần như là ít sử dụng. Con này em bán cho các bác giá này. 3 lít bán cho các bác giá 800.000 bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 6 tháng. Mọi chức năng hoạt động tốt nhá, chế độ bơm hoạt động tốt nhá. Đấy, bác nào lấy thì này em sẽ quay test thực tế chế độ bơm các thứ cho bác xem. Còn đâu khi em quay này thì em không muốn cho nước vào em test, bởi vì cho nước thì các bác không nhìn thấy cái lòng bình là một. Cái thứ hai nữa là cái mặt inox hay cái gioăng cao su khi mình test, khi em test thực tế em quay nó sẽ cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì không nhìn gì luôn. Đấy, vì thế cho nên là em sẽ quay lúc không test cho các bác như thế này để các bác nhìn cho nó chuẩn. Còn khi nào mà bác nào chốt thì em sẽ quay test thực tế luôn cho các bác nhá. Còn đâu bên em bán bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động tốt. Đấy, giá 800.000 bao ship luôn cho các bác nhé. Dung tích 3 lít, bình đẹp long lanh luôn. Đấy. Bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Hàng bên em nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái này. Đấy, các bác cọc trước cho 100.000, còn lại các bác nhận hàng thanh toán cho bên ship nhé các bác nhé, bên vận chuyển ạ. Rồi, xin chào các bác ở các video sau.